Nhiều bác có thắc mắc là đi dán phim cách nhiệt nhưng mà mình không biết được là kỹ thuật dán có đúng cái phim mà mình lựa chọn hay không. Thì đây hôm nay em có cái để test cho các bác xem nhé. Với chiếc xe VF5 này thì bác chủ có lựa chọn cái mã phim cách nhiệt của 3M, mã cao cấp nhất Crystalride. Thì riêng cái mã phim này thì nó sẽ có cái hiệu ứng quang học. Bởi vì nó là phim quang học 200 lớp các bác ạ. Khi mà kết hợp với nước thì nó sẽ có cái hiệu ứng 7 màu như thế này, mà chỉ riêng có cái mã phim 3M này là có đâu. Nên là các bác dán phim mà chọn mã cao cấp nhất của 3M thì các bác có thể lấy cái mẫu phim thừa của các kỹ thuật mà người ta cắt ra này, thì các bác có thể cho vào nước này, các bác kiểm nghiệm này. Đây, khi các bác thấy khi mà cho nước này nó sẽ có cái hiệu ứng ngay ngay này, là biết được là kỹ thuật có thể là dán đúng cái phim cho mình hay không à. Đấy, nhiều bác bảo là đi dán thì xe mình để đây có thể là anh em người ta đổi phim, cháo phim đúng không ạ? Đó. Còn lựa chọn thứ hai, đó là giải pháp thứ hai cho các bác, là các bác lựa chọn những cái cơ sở mà dán phim uy tín, đấy, có trách nhiệm. Với chiếc xe VF5 này thì bên em có tư vấn cho bác chủ để cái giải pháp mic phim. Thì để làm sao, thứ nhất là vẫn đảm bảo được cái độ cách nhiệt cho xe, độ riêng tư của mình, mà vẫn giảm được cái chi phí, kinh phí cho mình khi mà mình dán phim. Thì em có kính lái thì mình sẽ mix cái phim là phim 3M gói cao cấp nhất, bởi vì kính lái là kính mà chịu nhiệt nhiều nhất. Còn các phim sườn còn lại thì các bác có thể dán những cái mã mà nó ở mã phổ thông, thì để nó giảm cái chi phí cho mình. Thì với xe này thì bác có sử dụng mic phim của những cái kính sườn này thì sẽ sử dụng cái phim của Neko Hàn Quốc các bác nhé. Đây là sau khi mà bên em dán rồi, nó sẽ có cái không gian riêng tư, các bác để thấy khi mà mình nhìn bên ngoài và sẽ khó nhìn thấy, nhưng mà bên trong là các bác nhìn vẫn thoải mái nhé. Đây, khi sau khi dán này thì chỉ số cách nhiệt nó lên đến 98% này. Chỉ số ngăn tản POV là 99% nha các bác nhé. Còn đây là cái phim mà khi mà chưa dán lên kính nhá. Đây là phim thừa này, test cho các bác nhé. Đó, nó 99% này và cách nhiệt là 96-95%. Đó, thì khi mà dán lên kính này nó sẽ thêm khoảng 1-2%, bởi vì nó sẽ qua cái lớp kính của mình nữa. Đó. Đây là đóng cửa vào này, các bác nhìn bên ngoài vào này, các bác nhìn bên ngoài gần như là không nhìn thấy gì. Nhưng mà nếu mà cái xe mà chưa dán gì nhá, chưa dán phim cách nhiệt nhá, các bác nhìn ở bên ngoài và các bác thấy toàn bộ bên trong thôi. Nên là cái khi mà cái lượng ánh sáng trực tiếp ấy mà nó dọi vào ấy thì nó không qua phim cách nhiệt, thì các bác nó đi thẳng trực tiếp lên da của mình, nên là mình các bác lái xe nó sẽ có cái độ ráp tay ở trên tay này. Còn khi mà mình dán phim cách nhiệt rồi thì cái chỉ số nó sẽ không còn nữa. Đấy, bức xạ nó không còn nhiều nữa. Bác nào cần dán phim cách nhiệt thì các bác có thể qua Agala các bác nhé.